Tôi là nhạc sĩ Nhân Diễn. Xin hân hạnh được kính chào ông Trần Văn Khê. Thưa ông, vừa rồi tôi được nghe cuộn băng mà ông gửi tặng cho bác sĩ Tương. Ông có vài lời để khen ngợi tôi, thì tôi lấy làm cảm động vô cùng. Vì khi tôi ở bên đây mà ông ở bên trời Âu, thì hai bên nó đã cách biệt xa, rất xa. Nhưng ông có thể trao đổi cho tôi bằng những ngón đàn tranh tuyệt diệu của những thể điệu Nam Xuân, những bắt của ngài mà tôi được vừa thưởng thức ở tại nhà bác sĩ Thơ ngày thứ bảy 8 tháng 4 dương lịch 1967. Thì hôm nay cũng nhân dịp tôi được nghe bác sĩ Thơ trình bày, sẽ gửi qua để tặng một cuộn băng tiếp theo để cho ông thưởng thức. Thì hôm nay tôi là nhân dĩ cũng xin hiến cho ông một vài lúc Nam Xuân bằng tiếng đàn guitar mà thường là tôi gọi là lục điện đầm. Mời ông hãy thưởng thức, nếu có điều gì sai sót ông hãy gửi vài lời phê bình. Tôi rất cảm ơn ông.